Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một trả bài chung nữa. Và trả bài chung của ngày hôm nay sẽ là nên níu giữ hay buông tay. Thì trả bài này sẽ dành cho các bạn có một đối tượng tình cảm lãng mạn nào đó khiến các bạn phải đặt ra câu hỏi là mình nên tiếp tục với cái mối quan hệ này, mình nên níu giữ họ hay mình nên buông tay khỏi cái mối quan hệ này. Thì chúng ta sẽ tìm cái câu trả lời qua cái trải bài này ha. Thì ở đây mình có để 3 viên đá. Mình để 3 viên đá sẽ đại diện cho 3 tụ bài của ngày hôm nay ha. Thứ tự của các tụ bài sẽ là 1. Đây là viên đá đầu tiên nha các bạn. Màu vàng nhạt. 2. Viên đá thứ hai khá là lớn. Màu xanh lá cây. Và 3. Viên đá trong. Màu trắng trong. 1 2, 3. Thì các bạn hãy thả lỏng bản thân. Các bạn có thể nghĩ về người đó, nghĩ về mối quan hệ của bạn và họ, và chọn một viên đá thu hút các bạn nhất để các bạn nghe thông điệp ha. Chúng ta sẽ vô trải bài ha. Xin chào tất cả các bạn, chọn tụ bài số 1. Đây là viên đá mà các bạn chọn ha. Cùng xem là cái mối quan hệ của các bạn với họ. Các bạn nên làm gì? Nên níu giữ hay là buông tay ha? Các bạn tụ bài số 1, các bạn sẽ có 3 kiếm. King of Pain. The Fool. Magician. Tower. The Moon. The Star. Highly. Các bạn có King of Cup. Và cuối cùng các bạn có 8 ly. Đây là trải bài của các bạn tụ bài số 1. Đây là trải bài của các bạn tụ bài số 1. Mình sẽ sắp xếp lại một chút thôi. Mình sẽ bỏ lá bài đó ra, sẽ sắp xếp lại một chút. Đây là trải bài của các bạn tụ bài số 1. Với cái mối quan hệ của các bạn tụ bài số 1 ở đây thì mình thấy là các bạn, bạn và đối phương của bạn đang trong trạng thái của 4 kiếm. Các bạn có thể đang ngắt kết nối, ngừng liên lạc, hoặc là giữa hai bạn đó, nó bắt đầu có một cái khoảng cách vô hình nào đó trong cái mối quan hệ với giữa hai người rồi. Không còn được sự thân mật, không còn được sự thoải mái. Bạn có thể cảm thấy đối phương giấu giếm bạn một điều nào đó, hoặc là gần đây họ xa cách các bạn hơn, họ hờ hững với các bạn hơn. Với các bạn tụ bài số 1 ở đây thì với King of Pain thì có thể là cái mối quan hệ của các bạn nó đã đi vào lối mòn rồi ha. Bạn và họ có thể là đã yêu nhau lâu rồi, yêu nhau một khoảng thời gian rồi. Ở đây với năng lượng của vua tiền thì mình không có cảm thấy là các bạn mới quen biết nhau, mà các bạn có thể đã yêu nhau một khoảng thời gian rồi. Mọi thứ đã trở nên nhàm chán, có thể nói là mọi thứ đã trở nên nhàm chán, nó trở nên cũ kỹ rồi. Lâu rồi không có một cái gì đó mới, hoặc là không có một cái sự kiện nào đó để kéo hai bạn về lại với nhau. Thì với King of Pain ở đây, ngay cả chính bản thân các bạn ở trong cái mối quan hệ này á, các bạn cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Có chút nhàm chán, không có được như ngày xưa, không có được như cái lúc mà các bạn mới quen biết nhau ha. Có thể nói là nó không còn cái sự lãng mạn và sự thu hút như ban đầu nữa. Có thể nói là từ phía bản thân của các bạn đó, các bạn cũng cảm nhận được cái sự bất ổn trong cái mối quan hệ của mình. Bạn đó, khi mà bạn không ở bên cạnh đối phương, bạn cảm thấy bạn thật sự là bản thân của các bạn nhiều hơn.
với The Fool ở đây. Khi mà không có họ bên cạnh á, bạn được tận hưởng một khung trời riêng của mình. Bạn có thể thoải mái làm những điều mà các bạn thích. Ở đây có thể sẽ có một số bạn là bạn gặp phải cái trường hợp mà người yêu của các bạn á, họ phản đối các bạn theo đuổi một công việc, một ngành nghề nào đó, phản đối các bạn theo đuổi ước mơ riêng của các bạn, không cho các bạn được khám phá bản thân thật sự của mình. Có thể nói, nếu mà họ là nam á, thì mình gọi họ là người gia trưởng, ở đây nếu mà trường hợp một số nhỏ các bạn còn lại, nếu mà các bạn chưa quen nhau chính thức, các bạn chưa yêu nhau một cách chính thức á, thì cái mối quan hệ này cũng thật sự không có thỏa mãn được bản thân của các bạn. Bạn cảm thấy giữa bạn và họ có một khoảng cách, có một cái rào chắn ngăn cản hai người chia sẻ và thấu hiểu với nhau. Hoặc là họ không có thích một cái điều nào đó trong cuộc sống của các bạn rồi. Ví dụ họ không thích cái công việc mà các bạn đang làm, họ không thích ngoại hình của các bạn, họ không thích cái phong cách, tính cách của các bạn từ trước rồi. Cho nên là nó cũng ngăn cản cái việc mà hai bạn đến với nhau. Và có thể nói là với King of Pain ở đây thì đối phương của các bạn họ khá là bảo thủ. Họ có thể là người sống rất là hiện đại, theo cái tinh thần rất là hiện đại, nhưng mà về cái việc mà quan điểm á, họ không có cởi mở với những cái gì khác biệt á, thì cái đó họ cũng rất là người bảo thủ nha. Và mình thấy ở đây với The Fool thì khi mà ở đây mình có thể thấy là với các bạn thuộc bài số 1 thì đối phương của các bạn cũng là một người khá là có sức hút với những người khác giới. Có The Magician ở đây có thể là họ có những cái yếu tố nào đó về ngoại hình, về tài năng, và cái điều đó rất là thu hút người khác. Và họ cũng có thể gọi là một người vượng vận đào hoa, vượng vận đào hoa. Họ khá là đào hoa. Và cái điều này cũng làm cho các bạn phiền lòng một chút. Đặc biệt nếu mà bạn và họ đã bước vào một mối quan hệ rồi thì cái điều này chắc chắn sẽ làm cho các bạn cảm thấy phiền lòng và không cảm thấy an toàn trong cái mối quan hệ này. Nó cũng là một cái phần nào đó mà khiến cho các bạn muốn bỏ cuộc. Đôi khi các bạn muốn bỏ cuộc trong cái mối quan hệ với đối phương, bởi vì các bạn không còn cảm thấy được mình là người quan trọng nhất đối với họ nữa. Mà trong tình yêu thì chắc chắn là cái người kia, riêng về phương diện tình cảm lãng mạn, thì họ phải là người duy nhất và mình cũng phải là người duy nhất đối với họ, thì cái mối quan hệ nó mới trọn vẹn được. Thì ở đây mình cảm thấy là các bạn tụ bài số 1, các bạn không cảm nhận được cái sự trọn vẹn đó, không cảm nhận được đối phương hoàn toàn là của mình, hoàn toàn là hướng về phía mình 100%. Cho nên là cũng làm các bạn, nó cũng là một trong những cái yếu tố khiến các bạn không còn muốn gắn bó với họ nữa, khiến các bạn cũng cảm thấy cái mối quan hệ này dần trở nên nhạt nhòa trong cuộc sống của các bạn. Và có thể người này họ, cái cách mà họ thể hiện ra đối với những người quan tâm đến họ, những người theo đuổi họ thì cũng khá là cởi mở. Họ không có thể hiện một thái độ gay gắt hay là một thái độ thật sự là thẳng thắn rằng là họ đã có người yêu rồi, hoặc là họ đã để ý tới ai đó rồi. Họ không có rõ ràng về điều đó, họ cởi mở với những cái cơ hội mới. Nên là điều này cũng có thể làm phật ý các bạn. Tiếp theo với lá bài The Tower đây thì mình thấy là có thể họ đã làm một cái điều gì đó có lỗi với các bạn nhỉ. Có The Tower đây, họ đã từng khiến cho các bạn cảm thấy sốc về một cái sự kiện nào đó và đến với các bạn một cách khá là bất ngờ. Có thể nói là họ đã từng làm một cái việc gì đó có lỗi với các bạn, hoặc là trong cái mối quan hệ này họ đưa bạn vào một cái trạng thái bị động và bạn không có được quyền ra quyết định gì trong cái mối quan hệ này cả. Bạn không biết cái mối quan hệ này sẽ đi về đâu, tương lai của nó sẽ như thế nào. Đây cũng có thể là trường hợp mà họ mập mờ với các bạn. Họ cứ mập mờ, họ cứ thả thính, họ cứ tán tỉnh, nhưng mà đùng một cái họ có người yêu, hoặc là đùng một cái họ nói với các bạn là họ đã thích một người khác rồi. Và cái điều đó nó làm các bạn sốc. Với The Tower này có thể là họ đã làm một cái chuyện gì đó khiến các bạn sốc, khiến các bạn thất vọng về họ và về cái mối quan hệ này rồi. Mình cảm thấy là trong cái mối quan hệ này các bạn lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của hai gậy. Các bạn mong đợi một cái điều nào đó ở xa xôi, các bạn mong đợi một hạnh phúc nào đó ở một chân trời xa xôi mà không bao giờ mình đến gần được.
giống như cái trạng thái mong ngóng của hai gậy vậy. Mình có thể nhìn thấy nó đấy, giống như là mình nhìn thấy những cái ngôi sao trên bầu trời này, mình có thể nhìn thấy nhưng mà mình không bao giờ chạm tới được. Và cái mối quan hệ này á, nó làm các bạn bất an. Hạnh phúc thì lúc nào cũng treo lơ lửng ở tương lai hết, và cũng không biết bao giờ mới đến được cái tương lai đó. Và nó làm các bạn mệt mỏi về tinh thần. Và nếu với kết hợp với The Tower trước, nếu mà họ đã làm một cái chuyện gì đó có lỗi với các bạn thì thật sự thì nó lại càng thêm cái phần mệt mỏi cho các bạn ở đây. Tiếp theo với lá bài The Moon. The Moon là hình ảnh của mặt trăng, là những gì mờ ảo, là những gì mà chúng ta cảm thấy mơ hồ, không nắm bắt được, không biết là mọi thứ sẽ đi về đâu đó. Không có gì rõ ràng cả. Thì có thể nói là trong cái mối quan hệ của bạn với họ, nó sẽ ở trong trạng thái của The Moon này. Nếu mà nói về cái khía cạnh tương lai, các bạn có tương lai với nhau hay không, bạn có được đối xử xứng đáng hơn hay không á, thì mình thấy ở đây cái câu trả lời nó là The Moon. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, không có gì khẳng định được chắc chắn với các bạn là họ sẽ quay lại, hoặc là họ sẽ đối xử tốt với các bạn hơn, hoặc là các bạn sẽ nhận lại được một cái kết quả nào đó xứng đáng từ cái mối quan hệ này. Mọi thứ đều mờ ảo, mọi thứ đều không chắc chắn, mọi thứ đều không nắm bắt được. Có thể nói là nếu hỏi rằng là bạn đi tiếp tục với cái mối quan hệ này, bạn có nhận được những cái gì mà bạn đáng được nhận hay không, bạn có được đối xử như cái cách mà bạn thật sự muốn hay không á, thì câu trả lời là có khả năng cao là không nha. Có khả năng cao là không với lá The Moon ở đây. Mình có thể thấy là các bạn ở đây cần một cái gì đó rực rỡ hơn, cần một cái gì đó tươi sáng hơn. Giống như lá bài The Star đây, các bạn cần cái gì đó rực rỡ hơn, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn. Mối quan hệ này không thỏa mãn bản thân của các bạn. Có thể nói là khi ở bên cạnh họ, bạn không thật sự được chính là bản thân của mình. Bạn không được bộc lộ những cá tính, quan điểm, không được bộc lộ những cái mặt mà chưa hoàn hảo của mình với họ. Bạn phải gồng mình để trở thành một người khác, bạn phải che giấu cái mặt yếu đuối, cái mặt mà mình cũng khát khao được yêu thương. Và mình thấy là các bạn không được thật sự là chính bản thân của mình trong cái mối quan hệ này. Cái đó mới là cái điều làm các bạn mệt mỏi. Cho dù là họ có làm gì với các bạn đi chăng nữa, họ có gây ra một cái lỗi lầm nào đó với các bạn đi, nhưng mà cái mối quan hệ này nó vẫn sẽ bấp bênh, bởi vì bản thân của các bạn không được thật sự là chính mình. Mình thấy ở đây thì các bạn không hẳn là các bạn muốn giữ họ bên cạnh, hay không hẳn là các bạn muốn có một cái tương lai với họ đâu. Bởi vì có hai ly ở đây. Thật ra tất cả những cái gì các bạn lưu luyến trong cái mối quan hệ này, nó chính là cái trạng thái của hai ly này, là những cái cảm xúc tốt đẹp lúc ban đầu của tình yêu, những cái cảm xúc mà mình gọi là cảm xúc lãng mạn, thiên hoàn toàn về cái hướng lãng mạn, về hoàn toàn về cái sự thu hút ở những cái lúc ban đầu hơn. Thì đó là cái điều mà các bạn còn đang tiếc nuối, còn đang lưu luyến trong cái mối quan hệ này. Chứ thật sự cái điều mà các bạn mong muốn trong cái mối quan hệ này không phải là bản thân họ, không phải là họ, và cũng không phải là một cái tương lai nào đó với họ đâu. Bạn đang tiếc nuối cái hai ly này. Đặc biệt nếu mà cái mối quan hệ này xảy ra với các bạn mà các bạn nào lâu rồi các bạn không yêu ai, hoặc là các bạn không có nhiều cái sự lựa chọn lắm trong tình yêu, hoặc là họ là một đối tượng rất tốt nhưng mà lúc nào họ cũng mập mờ với các bạn đó, thì các bạn sẽ rất là dễ bị vương vấn bởi cái hai ly này, và các bạn không có dứt ra được. Và thật ra các bạn hãy nhìn nhận và hãy thành thật với chính bản thân của các bạn, cái gì đang níu giữ các bạn trong cái mối quan hệ này. Thì mình thấy ở đây trải bài lên á, bài lên là những cái cảm xúc tình yêu lãng mạn, những cảm xúc thả thính, yêu đương, có người quan tâm tới mình, có người chăm sóc đến mình, chứ không phải là họ, và cũng không phải là cái mục tiêu chung với họ. Thì đó có thể là cái điều mà đang níu các bạn lại trong cái mối quan hệ này nha. Nếu các bạn gỡ bỏ được cái hai ly đó, các bạn không ham muốn những cái vấn đề như là được quan tâm, được chăm sóc, được có người yêu cho bằng bạn bằng bè, là tiếc nuối những cái cảm xúc của lúc ban đầu đó, không níu giữ những cái cảm xúc lúc ban đầu đó, bạn sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ này thật sự nó kìm giữ các bạn rất là nhiều, và nó không cho các bạn được là bản thân của mình, và cũng không có cái lý do gì để bạn phải
ở quá lâu trong cái mối quan hệ này cả. Mình thấy ở đây thì các bạn có thể gọi là các bạn còn khá nặng lòng với những cái cảm xúc đó, cho nên nó vẫn còn níu kéo các bạn lại. Và nếu trong tương lai các bạn chọn ở lại trong cái mối quan hệ này ha, thì các bạn sẽ ở trong cái vai trò của Knight of Cups này. Có nghĩa là các bạn càng ngày càng càng bị kéo, càng bị lún sâu vào cái cảm xúc của các bạn. Có nghĩa là mình tự bơm thêm cái năng lượng cho mình á. Mình tự bơm thêm cái năng lượng cảm xúc của sự hy vọng, của sự ngóng trông, của sự tiếc nuối cho mình. Và càng làm cho các bạn lún sâu hơn, càng làm cho các bạn lún sâu hơn. Còn nếu các bạn chọn rời đi thì với 8 ly ở đây, chắc chắn là rời đi mình sẽ có cái một chút nào đó mình không có đành lòng, mình không có cảm thấy thật sự thoải mái về cái quyết định đó, bởi vì mình vẫn còn tiếc nuối mà. Nhưng mà với 8 ly ở đây thì có thể là bạn có thể thấy ở đây có hình ảnh cánh chim được tung bay trên bầu trời, mặc dù trên một cái nền nền trời rất là ảm đạm và chỉ có ánh trăng thôi, rất là ảm đạm, nhưng mà bạn á, sẽ có được cái tự do, bạn sẽ là cái cánh chim đấy, bạn sẽ tung bay một lần nữa. Thì đó là cái trường hợp nếu các bạn chọn rời bỏ cái mối quan hệ này. Ở đây thì tương lai gần với trạng thái của 8 ly, có thể thấy là nếu các bạn rời đi thì các bạn sẽ giải thoát cho bản thân của mình, giải thoát chính bản thân của mình, giải thoát những cái gì đang làm mình mệt mỏi, đang làm mình áp lực, đang làm mình gánh nặng. Bởi vì khi mà mình tập trung quá nhiều vào người khác thì mình sẽ bị xoay theo cái cuộc sống của họ luôn, thì chắc chắn là rất là mệt. Còn xa hơn thì ở đây tạm thời các lá bài chưa hiện lên cho bạn một cái kết quả xa hơn, là bạn có gặp được ai đó mới không, hay là đời sống tình cảm của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp chứ, thì các bạn có thể xem thêm những cái trải bài khác hơn. Còn ở đây với các lá bài lên thì mình thấy là có thể là các bạn tụ bài số 1. Nghe xong trải bài này các bạn cũng đã có cái đáp án cho bản thân của các bạn rồi. Cứ làm cái gì đó vì mình trước đã, vì mình trước đã. Mình không nên là lấy một cái lý do nào đó vì mình muốn giữ mối quan hệ với người kia, vì mình còn đang trông chờ người kia thì mình mới ra quyết định. Đôi khi là mình cần ra quyết định trước, cứ làm vì bản thân của mình trước đã. Bản thân các bạn cần phải cân bằng và vững chắc thì cái cuộc sống của các bạn nó mới cân bằng, mới vững chắc được, cho dù là có ai bên cạnh hay không. Thì đó là trải bài của các bạn tụ bài số 1 ha. Với các bạn tụ bài số 1 ở đây thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó không thật sự đáp ứng được cái nhu cầu thể hiện bản thân của các bạn, cái nhu cầu gắn kết, nhu cầu yêu thương nó cũng đã không còn nữa. Các bạn có thể hãy nhìn nhận lại bản thân của mình, tại sao mình bị kẹt? Có phải mình đang bị kẹt bởi những cái ham muốn, những cái mong cầu của mình về níu giữ lại những cảm xúc lúc ban đầu với họ, mong muốn rằng mình có một người quan tâm đến mình hay không? Và nếu các bạn bỏ được nó thì sẽ như thế nào? Thì các bạn sẽ có cái câu trả lời cho các bạn ha. Thì đó là trả bài của các bạn tụ bài số 1. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 2 ha. Hai, xin chào tất cả các bạn nào. Tụ bài số 2. Đây là viên đá các bạn đã chọn ha. Đây là viên đá của các bạn tụ bài số 2. Hãy cùng xem là trong cái mối quan hệ này bạn nên níu giữ hay nên buông tay ha. Các bạn có hai xu. Hai xu, Queen of Pain, 5 xu, hai kiếm, Strength, sức mạnh. Sáu ly, Queen of Wands, 5 ly, Queen of Cups. Các bạn có 5 gậy. Và cuối cùng các bạn có The Sun. Đây là trải bài của các bạn tụ bài số 2 ha. Trải bài của các bạn tụ bài số 2 nên níu giữ hay nên buông tay.
trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Hiện tại bây giờ thì mình thấy là các bạn thuộc bài số 2 đang khá là phân vân. Các bạn khá là phân vân với hai xu ở đây. Bạn có thể cái trả bài này rất là đánh đúng vào cái điểm mà các bạn đang thắc mắc luôn ạ. Nên nếu giữ hay nên buông tay. Bây giờ có thể là các bạn đang cảm thấy rối trí về cái việc này luôn. Các bạn suy nghĩ nó nhiều tới mức mà các bạn cảm thấy rối đó. Cảm thấy rối và không thể nào tìm được cái đường ra. Có thể nói là với hai xu ở đây có nhiều thứ các bạn muốn được cân bằng trong cái mối quan hệ này. Có thể là mình vừa muốn đối phương yêu thương và quan tâm mình, nhưng mà mình lại cũng không chắc chắn về tương lai giữa mình với họ. Có thể là mình mong muốn có một đời sống tình cảm tốt đẹp hơn, nhưng mà mình cũng không có chắc chắn là trong tương lai mình có gặp được ai tốt hơn hay không. Cho nên là mình vẫn cứ bị kẹt lại ở cái mối quan hệ này. Vân vân, có thể có các trường hợp như vậy. Có nhiều cái thứ khiến các bạn phải cân nhắc trong cái mối quan hệ với họ. Không có dễ dàng để mình buông bỏ được. Không dễ dàng để đặt một chữ buông cho cái mối quan hệ này. Mình thấy là bạn, các bạn thuộc bài số 2 đây, các bạn thiên hướng truyền thống. Queen of Pentacles ở đây. Các bạn thiên hướng truyền thống, các bạn hướng về gia đình. Các bạn đã có khả năng cao là đã đến độ tuổi yêu là để cưới rồi đó. Yêu là để cưới, chứ bây giờ các bạn không có muốn lông bông trong các mối quan hệ thả thính tán tỉnh này kia nữa. Bây giờ các bạn muốn ổn định rồi. Queen of Pentacles ở đây, các bạn muốn ổn định rồi. Các bạn đã đến lúc nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Nó đã đến cái thời điểm đó. Và bạn tìm hiểu người này, bạn yêu người này cũng với một cái tinh thần như vậy thôi. Bạn cũng đã hướng đến mua nhà và những đứa trẻ rồi. Bạn không còn muốn lông bông nữa. Bạn không muốn cái mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau, rồi đến đâu thì đến. Thì nó không phải là cái mục đích của các bạn. Có thể người này cũng là người mà có những cái gọi là yếu tố và những cái điều kiện rất là phù hợp với cái tiêu chuẩn mà các bạn đề ra về cái vấn đề lập gia đình. Có thể họ, có thể gọi họ là cái mẫu người mà các bạn đang tìm kiếm, là mẫu người các bạn đang tìm kiếm. Khi mà bạn không ở bên cạnh họ, khi bạn không ở bên cạnh họ, bạn có thể rơi vào tình trạng của năm xu. Năm xu ở đây là một cành cây, một cành cây khô trong mùa đông. Có thể chỉ cái trạng thái các bạn khá là cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn. Nếu như mà họ không quan tâm, không chú ý đến các bạn, hoặc là trong những cái thời gian nào đó các bạn giận nhau, hoặc là không nói chuyện với nhau, thì các bạn dễ rơi vào tình trạng của năm xu. Có cái sự thiếu thốn ở đây. Có thể nói là với các bạn thuộc bài số 2 ở đây có một chút sự phụ thuộc nha. Nhìn nhận về bản thân của các bạn thì có thể là có một chút sự phụ thuộc. Bạn hơi phụ thuộc vào đối phương một chút. Nếu như họ không quan tâm đến các bạn nhiều, hoặc là họ có một cái hành động nào đó mà khiến cho các bạn phải cảm thấy nghi ngờ, là các bạn sẽ bị lôi kéo vào và bị kẹt trong những cái cảm xúc và trong những cái suy nghĩ về cái vấn đề đó ngay. Bạn không có cân bằng. Khi bạn yêu người này, bạn không có cân bằng. Nội tâm bạn không có thăng bằng, không có vững vàng. Họ chỉ cần một hành động nhỏ của họ có thể làm cho các bạn bất an. Có thể các bạn cũng cảm nhận được điều này, bởi vì nó biểu hiện ra bằng cái việc là bạn dễ kiểm soát họ, bạn hay kiểm soát họ, hoặc là bạn dễ cảm thấy bất an khi mà và hỏi họ rất là nhiều về cái việc là họ có yêu các bạn hay không, hay là họ có cùng chung cái mục đích với các bạn trong cái tình yêu này hay không. Bạn sẽ hay đặt ra những cái câu hỏi đó với họ. Có thể đối với các bạn thuộc bài số 2 đây, với hai kiếm, đối phương của các bạn có thể đã từng bắt cá hai tay, đã từng phân vân giữa bạn và một ai đó. Với hai kiếm thì nó vẫn còn thiên về lý trí, cho nên mình thấy là cũng không nặng nề tới mức là họ đã quen cả người kia, quen cả bạn và quen cả người kia, nhưng mà ấy là họ vẫn có ý định dòm ngó tới những đối tượng khác. Họ cũng đã có những lúc bị sao nhãng, bị để tâm tới những người khác, và không có hoàn toàn đặt cái sự tập trung, sự chú tâm và sự đầu tư 100% cho các bạn và cái mối quan hệ của các bạn.
Đó, cái điều này nó cũng là cái phần thêm nữa làm cho các bạn cảm thấy bất an trong cái mối quan hệ này. Mà các bạn lại ở trong năng lượng của Queen of Pentacles, cái mục tiêu các bạn hướng đến là một gia đình. Và trong một gia đình đã cam kết chắc chắn với nhau thì nó sẽ phải có cái sự chung thủy. Không thể nào mà nhìn ngang ngó dọc được nữa. Thì cái điều này nó sẽ làm các bạn tổn thương. Nếu mà họ đã từng làm như vậy, họ đã từng để ý tới một ai đó khác, họ đã không tập trung 100% vào các bạn thì có thể là làm các bạn bị tổn thương nhé. Có thể nói là với strength là sức mạnh ở đây. Trong cái mối quan hệ này có một cái sự chịu đựng. Có một cái sự chịu đựng. Strength không chỉ là sức mạnh theo cái ý nghĩa là mình kiên trì, kiên nhẫn để làm một việc nào đó, mà nó còn là cái sự cố chấp, cái sự chịu đựng nữa, cái khả năng chịu đựng của bản thân mình nữa. Mình thấy là có thể ở bên phía các bạn thì các bạn chịu đựng người này khá là nhiều để có thể duy trì được đến ngày hôm nay, thì có thể là cũng các bạn cũng đã phải rất là khéo léo, rất là để ý, để tâm tới họ, rất là cố gắng để có thể kết nối được cả hai người thì cái mối quan hệ nó mới duy trì được đến cái thời gian này. Ở đây với các bạn thuộc bài số 2 thì có cả trường hợp các bạn đã yêu nhau chính thức và có cả trường hợp các bạn chỉ mới tìm hiểu nhau nha, nhưng mà cũng có những bạn á tìm hiểu người đó mà có thể 3 năm, 5 năm nhưng mà vẫn chưa yêu nhau. Nhưng mà nó vẫn cứ mập mờ thì cũng có thể là trường hợp của các bạn tụ bài số 2 ở đây nha. Các bạn đó rất là kiên trì và kiên nhẫn với cái mối quan hệ này, mình có thể thấy là như vậy. Trong cái mối quan hệ này có thể họ hơi vô tâm, họ hơi vô tâm. Nếu mà so về cái gọi là ai quan tâm đến ai nhiều hơn á, thì có thể nói là các bạn quan tâm đến họ nhiều hơn. Thật sự là trong cái mối quan hệ này không làm các bạn vui vẻ và thoải mái. Không làm các bạn vui vẻ và thoải mái. Với 6 ly ở đây thì có thể cái người này là cái người mà các bạn đã từng ngắt kết nối, đã từng không liên lạc với nhau nữa, đã từng nghĩ rằng có những lúc mà mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, mình sẽ không còn liên kết với nhau, kết nối với nhau theo cái phương diện tình cảm lãng mạn nữa, nhưng mà họ lại là cái người quay trở lại tìm các bạn và kết nối lại với các bạn. Và bây giờ họ lại làm các bạn hụt hẫng một lần nữa. Hoặc là cái người này họ đến vào cái thời điểm mà bạn vừa mới chia tay và bạn đang cô đơn và bạn đang cần có một ai đó để mình cảm thấy mình được yêu thương, thì họ xuất hiện và cái điều này nó vô tình nó tạo nên cái sự phụ thuộc của các bạn ở đây với năm xu. Nó cũng vô tình tạo nên cái sự phụ thuộc cho các bạn với họ. Có thể nói là mình thấy ở đây với trải bài của bạn tuổi hai, bài số 2, bạn không cảm thấy vui và thoải mái với cái mối quan hệ này. Tiếp theo với Queen of One, những gì bạn nhận được thì có ít hơn những cái gì mà bạn đáng ra được nhận không? Các bạn xứng đáng được nhận hay không? Với Queen of One ở đây thì mình thấy là các bạn đang trong một trạng thái khá là chủ động trong cái mối quan hệ này. Các bạn đang không có nghĩ đến cái việc là mình sẽ được gì, mất gì trong cái mối quan hệ này, ai yêu ai nhiều hơn. Mà bây giờ cái điều các bạn tập trung là các bạn vẫn muốn kết nối với họ, vẫn muốn duy trì cái mối quan hệ này nhiều hơn, và bạn sẽ bỏ qua cái khía cạnh là mình có đang được nhận những cái gì mình xứng đáng hay không. Và có thể các bạn cũng sẽ không nhạy cảm về cái việc đó, bởi vì các bạn khi mà họ không bên cạnh các bạn là các bạn thấy thiếu vắng ngay. Các bạn trong cái tình trạng của năm xu này này, các bạn sẽ cảm thấy thiếu vắng ngay và bạn sẽ không không ở một mình được, bạn cần có họ trong cuộc sống. Cho nên là bạn sẽ ở trong cái năng lượng Queen of One này, bạn sẽ cố gắng làm sao đó để kết nối với họ. Cho nên là bạn không có nghĩ đến cái việc là mình có nhận lại được xứng đáng hay không. Cái vấn đề đó bạn không còn đặt nặng nữa rồi. Bạn cần có họ hơn. Có thể nói là khi mà các bạn ở trong cái mối quan hệ này, bạn không thật sự được chính bản thân của mình đâu ha. Tại vì bây giờ bạn đang muốn làm sao đó để duy trì cái mối quan hệ với họ, bởi vì nó đang dựa trên cái năng lượng của sự thiếu thốn. Cho nên là bạn chưa có nhìn nhận ra rằng là mình
mình đang không thật sự hạnh phúc trong cái mối quan hệ này. Mình không được bộc lộ hết bản thân của mình không được có cái cảm giác rằng mình là người có giá trị trong cái mối quan hệ này. Năm ly ở đây, cái nỗi buồn nó vẫn hay tìm đến các bạn. Trong cái liên kết giữa bạn với họ, nỗi buồn vẫn hay tìm đến các bạn. Thi thoảng bạn vẫn cảm thấy tủi thân. Tại sao người kia họ không quan tâm mình nhiều hơn một chút? Tại sao so với bạn bè của mình á, cái mối tình của mình cảm giác là mình phải đầu tư quá nhiều, mình vất vả quá, nhưng mà không có được người kia trân trọng, không được người kia yêu thương. Cái nỗi buồn này sẽ rất là hay ghé thăm các bạn. Và hãy hiểu rằng cái năm ly này nó phản ánh cái năm tiền này của các bạn này. Bởi vì bên trong bản thân mình đang thiếu thốn, và mình đang cố gắng tìm một cái gì đó bên ngoài để lấp vào cái thiếu thốn đó. Nhưng mà cuối cùng càng tìm á, nó lại càng cho mình nhận ra rằng là mình đang thiếu. Cho nên là cái cảm xúc năm ly này, buồn phiền, tủi thân á, nó hay tìm đến các bạn lắm. Hay tìm đến các bạn lắm. Đôi khi cảm thấy mình mất mát nữa. Có thể là các bạn tụ bài số 2 ở đây, khi bạn quen người này, khi bạn yêu người này, khi bạn thích người này á, bạn bị rơi vào tình trạng mà trong tâm lý học người ta gọi là có lòng tự trọng thấp á. Có lòng tự trọng thấp. Mình không tin vào giá trị của mình. Mình muốn cái mối quan hệ với họ đến mức mà mình gạt qua cái giá trị của bản thân mình luôn. Mình gạt qua những cái điều mà thật sự mà nhu cầu tình cảm của mình luôn. Nhu cầu của mình luôn. Ở đây với các bạn thuộc bài số 2, Queen of Cup ở đây thì mình thấy là các bạn vẫn còn, có thể các bạn vẫn còn nặng tình với người này, cho nên bạn vẫn còn muốn giữ cái mối quan hệ với người này ha. Có thể là bạn vẫn tìm những cái bằng chứng nào đó để có thể gọi là chứng minh rằng là họ vẫn còn quan tâm đến các bạn, hoặc là cái mối quan hệ này vẫn còn có thể duy trì. Có thể nói là nó đến từ cái sự nặng tình của các bạn trong cái mối quan hệ này. Và cũng bởi vì các bạn cũng đã kiên trì với cái mối quan hệ này một thời gian rồi, cho nên là khi mà mình buông bỏ, mình không có nỡ, mình tốn nhiều công sức cho nó quá rồi, nên mình buông bỏ, mình không buông bỏ được. Buông bỏ thì tiếc, mà giữ lại thì khổ. Cái này gọi là bỏ thì thương mà vương thì tội. Thì có thể là cái tình huống của các bạn tụ bài số 2. Nếu mà bạn tiếp tục ở lại trong cái mối quan hệ với người này nhé, bạn sẽ ở trong cái trạng thái của năm gậy. Nãy giờ các bạn tụ bài số 2 có rất nhiều lá số 5. Số 5 là số của sự mâu thuẫn, của sự xung đột, của cái gì đó bấp bênh, và cũng là số của sự thay đổi nữa. Thì ở đây, nếu các bạn tiếp tục ở trong cái mối quan hệ này, bạn sẽ luôn luôn ở trong cái tình trạng của năm gậy này. Bạn có thể thấy hai chú Sơn Dương, này gọi là con là Sơn Dương, đấu đầu với nhau. Một bên sẽ là lòng tự trọng của các bạn, tình yêu thương mà bạn dành cho bản thân của mình, nhu cầu tình cảm thật sự mà bạn muốn được đáp ứng. Và một bên là những cái nỗi sợ hãi về việc là khi mình từ bỏ cái điều này, không có cái điều nào tốt đẹp hơn đến với mình. Hai cái này sẽ đấu đầu với nhau. Và cho dù là bạn có giữ được họ trong cuộc sống của mình đi, cho dù là họ quay về, cho dù là họ yêu thương các bạn, thì các bạn vẫn sẽ cảm thấy không trọn vẹn, bởi vì bản thân của các bạn nó đang bất ổn. Chính trong bản thân của các bạn nó đang bất ổn. Nếu mà bạn lựa chọn việc từ bỏ mối quan hệ này, buông bỏ, mình không níu giữ nữa, mình buông bỏ, thì các bạn sẽ là lá đờ xanh. Các bạn sẽ là con ngựa trắng ở trong hình ảnh của lá đờ xanh này, tung tăng trên cánh đồng, tung tăng trên cánh đồng và chạy phía mặt trời. Các bạn sẽ được tự do, các bạn sẽ được giải thoát. Bởi vì sau khi các bạn buông bỏ họ ra khỏi cuộc sống của các bạn không tập trung vào họ nữa, thì các bạn mới thu cái năng lượng về, và các bạn mới tập trung vào cuộc sống của các bạn mới nhận ra cái năm tiền này, các bạn mới nhận ra cái năm ly này, các bạn mới nhận ra cái năm gậy này. Và lúc đó các bạn mới tìm được ra cái cách giải quyết tận gốc rễ cho cái vấn đề của mình. Nó không phải chỉ là một mối quan hệ với một người này đâu, mà nó là cái sự bất an, sự bấp bênh bên trong nội tâm của mình, và mình cần phải giải quyết nó. Và việc này chỉ có tự bản thân mình làm thôi. Cho dù mình có lôi kéo họ vào cùng với mình đó, thì họ cũng không thể làm phần việc đó thay mình được, mà họ chỉ là đóng vai trò giống như là một cái sự sao lãng,
sao nhãng để cho mình quên đi những cái vấn đề của bản thân của mình thôi, nhưng mà cuối cùng mình lại phải đối diện nhiều hơn. Thì khi các bạn chọn buông bỏ thì các bạn hướng về the sun, các bạn hướng về the sun, các bạn chạy về hướng mặt trời. Và bạn có thể thấy cái hình ảnh nó khác. Cái lá the sun này hình ảnh và màu sắc của nó khác hoàn toàn với cái trải bài trên của các bạn. Tươi sáng và rực rỡ hơn rất là nhiều. Đó là của sự hy vọng và của sự tin tưởng đó. Thì đó là trải bài của các bạn tụ bài số 2 ha. Với các bạn tụ bài số 2 ở đây tiệu chung lại, trong cái mối quan hệ với người này, bạn đang phải đối diện với một cái cuộc chiến bên trong nội tâm của mình. Đó là chọn tình yêu hay là chọn nỗi sợ. Chọn yêu thương bản thân của mình, chọn chữa lành cho mình, chọn chăm sóc cho nội tâm của mình, chọn cho mình một thế giới vững vàng dù chỉ có một mình bản thân mình, hay là chọn nỗi sợ, là sợ rằng mình sẽ cô đơn, sợ mình không có ai bên cạnh, sợ rằng là mình sẽ mất đi những cái gì mình đã đầu tư, mình đã bỏ ra trong cái mối quan hệ này. Và các bạn sẽ phải chọn một trong hai thôi, các bạn sẽ phải chọn một trong hai thôi. Mình thấy ở đây thì hiện tại cái cuộc đấu tranh nó đã diễn ra bên trong bản thân của các bạn, và nó cũng đã làm cho các bạn hao kiệt sức lực, làm cho các bạn mệt mỏi rồi. Và có thể các bạn sẽ đưa ra được cái đáp án cho mình sớm thôi. Các bạn sẽ đưa được ra cái cách giải quyết cho các bạn sớm thôi ha. The Sun đang đợi các bạn ở phía trước. Thì đó là trải bài của các bạn tụ bài số 2 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 3. Hi, xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 3. Đây là viên đá mà các bạn chọn ha. Viên đá của các bạn tụ bài số 3. Hãy cùng xem là các bạn tụ bài số 3 nên níu giữ hay buông tay trong cái mối quan hệ giữa bạn và đối phương ha. Các bạn có 4 gậy, tử thần, 10 gậy, ba kiếm, bánh xe số phận, năm kiếm, một tiền, sáu kiếm, pay of pain, ba gậy, và cuối cùng các bạn có chín kiếm. Đây là trải bài của các bạn tụ bài số 3. Trải bài của các bạn tụ bài số 3 nên níu giữ hay là buông tay trong cái mối quan hệ của bạn với người đó. Với các bạn tụ bài số 3 ở đây, mình thấy là đầu tiên với 4 gậy, các bạn vẫn còn đang nuôi dưỡng cái hy vọng về cái mối quan hệ này. 4 gậy ở đây có thể là gần đây cái mối quan hệ của các bạn đã có những cái tín hiệu tích cực nha, đã có những tín hiệu tích cực. Tại sau một cái quãng thời gian mà các bạn ngừng kết nối, ngừng liên lạc, hoặc là các bạn giận dỗi nhau, trách móc nhau một cái điều nào đó, một cái chuyện nào đó, thì họ đã có thể là họ xin lỗi, họ hối lỗi, họ bày tỏ cái việc là họ muốn kết nối lại với các bạn, và có những cái tín hiệu tích cực rằng là họ quan tâm đến các bạn. Và mình thấy là bây giờ các bạn cảm thấy là bạn vẫn muốn giữ cái mối quan hệ này. Bạn vẫn muốn giữ cái mối quan hệ này, và với 4 gậy ở đây thì có thể bạn có thể giữ được cái mối quan hệ này không? Tại vì 4 gậy là lá bài của niềm vui, lá bài của hỷ sự, lá bài của những tin tức tốt đẹp. Cho nên mình thấy là nếu các bạn hỏi rằng, các bạn thắc mắc rằng là có nên cứu vãn cái mối quan hệ này hay không, có níu giữ được hay không, thì có thể. Và mình sẽ đọc tiếp những cái lá bài tiếp theo để cho các bạn một cái bức tranh tổng thể, và các bạn ra được quyết định cho cái trường hợp của các bạn ha. Với lá tử thần, tiếp theo với lá tử thần ở đây, cái mối quan hệ này có thể là đã thử thách các bạn vào một cái sự kiện nào đó khá là đau đớn với lá tử thần. Và cái sự kiện nó thách thức bạn và đối phương của bạn phải thay đổi,
cả hai người phải thay đổi bản thân trong cái mối quan hệ này, giống như hình ảnh cuốn rắn lột xác ở đây này. Sau cái sự kiện đó, cả hai đều phải lột xác, cả hai đều phải thay đổi quan điểm, thay đổi tư tưởng của mình trong vấn đề tình yêu, thay đổi cái góc nhìn của mình về đối phương, về cuộc sống nói chung luôn, để có thể duy trì mối quan hệ với nhau. Và có thể các bạn đang ở trong cái giai đoạn hồi phục sau một cái tổn thương nào đó đã gây ra cho nhau nhé. Đến bây giờ thì mình thấy là các bạn vẫn còn cảm thấy nặng nề trong cái mối quan hệ này, chưa thật sự là thoải mái, chưa thật sự là đón nhận được những cái niềm vui trong cái mối quan hệ này, bởi vì có 10 gậy ở đây, nó vẫn có một cái nặng nề, cái cảm giác nặng nề, cảm giác u tối ở đây. Chưa thật sự thoải mái với nhau nhé. Chưa thật sự thoải mái với nhau. Ở đây với các bạn tù bài số 3, mình cảm thấy khả năng cao là các bạn bị rơi vào cái trường hợp mà người kia phản bội các bạn á. Người kia phản bội các bạn. Và bây giờ nó đang để lại cái cảm giác nặng nề bên trong bản thân của các bạn. Các bạn chưa giải quyết, chưa giải phóng được hết những cái năng lượng cũ từ cái chuyện vừa rồi. Bây giờ bạn nói chuyện với họ, bạn tiếp xúc với họ thì cũng khá ổn rồi, nhưng mà bên trong lòng bạn vẫn có cái gì đó nặng trĩu, vẫn có cái cảm giác nặng nề mà mình chưa buông xuống được, mình chưa buông xuống được. Và tiếp theo là lá ba kiếm. Ba kiếm ở đây bạn cũng có thể thấy hình ảnh rồi, ba thanh kiếm giết chết một chú chim. Cái hình ảnh khá là bạo lực á. Có thể nói là họ đã từng phản bội các bạn, họ đã từng làm một cái việc nào đó có lỗi với các bạn. Nếu không phải việc phản bội thì họ cũng đã từng làm một cái gì đó có lỗi với các bạn rồi. Và nó là một nhát dao chí mạng. Một nhát dao chí mạng làm các bạn đau khổ, làm các bạn thất vọng về cái mối quan hệ này. Họ đã từng làm một cái điều gì đó có lỗi với các bạn rồi. Nhưng mà có thể nói ở đây với các bạn tụ bài số 3 thì bạn với họ gọi là duyên số chưa dứt đấy. Tại vì có bánh xe số phận ở đây. Có bánh xe số phận ở đây các bạn à. Các bạn vẫn bị níu kéo, vẫn bị làm sao đó, các bạn vẫn bị kéo về phía của nhau. Này mình thấy là cũng có cả sự tác động từ những cái yếu tố thiên định nữa, chứ không phải là từ mong muốn bên trong bản thân của các bạn. Có thể là bạn đã xác định là bạn quên họ rồi, nhưng mà trong một cái sự kiện nào đó bạn tình cờ gặp lại họ và bạn thấy họ ăn năn hối lỗi, và họ cũng có cái thiện chí là muốn nối lại với các bạn, làm các bạn mũi lòng, bởi vì các bạn vẫn còn tình cảm với họ. Cho nên bạn và họ có thể là quyết định là mình hãy cho nhau một cơ hội nữa đi, mình hãy cho nhau một cơ hội nữa. Cho nên là các bạn đang ở trong cái giai đoạn hồi phục là vậy. Bạn có thật sự cảm thấy vui trong cái mối quan hệ này hay không? Ở đây, năm kiếm. Bạn không chắc. Các bạn không chắc về việc là mình có thật sự vui và thoải mái trong cái mối quan hệ này hay không? Sau những chuyện đã xảy ra, mình có thật sự cảm thấy vui và thoải mái khi ở bên cạnh đối phương? Có cảm thấy hạnh phúc khi mà có đối phương đồng hành cùng với mình hay nữa hay không? Thì các bạn không chắc với năm kiếm ở đây. Các bạn vẫn còn bị mông lung, bị mâu thuẫn. Những cái cảm xúc cũ từ cái việc mà họ gây ra với các bạn, họ làm tổn thương các bạn á, nó vẫn còn ở đó, nó chưa đi đâu hết á, nó chưa giải phóng ra được. Bạn vẫn còn thi thoảng nghĩ về cái điều đó, hoặc là các bạn nghĩ về cái điều đó rất là nhiều, và bạn không cảm thấy an tâm với đối phương của mình. Bạn nhận ra là bạn không còn nhìn nhận họ, quan tâm đến họ và yêu thương họ theo cái cách như mà trước đây á. Cái sự việc nó chưa xảy ra, mình không thể vô tư như vậy nữa. Nó đã có một cái vết sẹo rồi, có một cái vết hằn ở đó rồi. Và lúc nào bạn cũng thấy cái đó hết á. Cho nên là có thể nói là với năm kiếm ở đây thì bạn không biết và bạn không cảm thấy vui trong cái mối quan hệ này, không vui trọn vẹn. Bạn vẫn đang hy vọng một cái gì đó tốt hơn sẽ đến với mình và đối phương trong cái mối quan hệ này. Có thể chính là cái bốn gậy mà các bạn mong đợi lúc đầu. Bạn muốn là mình và đối phương đi đến một cái happy ending.
Với Eye of Pain ở đây bạn vẫn còn đang trông chờ một cái tín hiệu nào đấy, trông chờ một cái sự kiện nào đấy, trông chờ cái thái độ của đối phương chân thành hơn, quan tâm các bạn hơn, bày tỏ với các bạn nhiều hơn về cái mong muốn của họ, muốn gắn kết với các bạn trong tương lai, là bốn gậy kia. Các bạn đang đợi cái điều đó. Mình thấy đây với các bạn thuộc bài số 3, các bạn đang đợi cái điều đó. Đó là cái lý do mà bạn vẫn còn đang đang níu giữ cái mối quan hệ này. Bạn đang đợi cái thành quả từ những hy vọng, từ những mong chờ, từ sự bao dung và tha thứ của mình dành cho đối phương. Bạn đang mong chờ cái kết quả từ những cái việc đó. Có thể nói là trong cái mối quan hệ này, các bạn thấy rằng là cái việc mà mình tha thứ được cho đối phương á, để chấp nhận bao dung họ và quay lại làm lại từ đầu, nó là một cái việc thử thách lớn với các bạn mà không phải ai cũng vượt qua được, không phải ai cũng vượt qua được. Và các bạn đang chờ xem cái thái độ của đối phương á, họ sẽ phản ứng như thế nào, họ có cho các bạn cái đáp án mà các bạn mong muốn hay không, họ có đem đến cho các bạn cái phần thưởng mà các bạn mong muốn hay không, cái bốn gậy này có xảy ra hay không. Ở đây các bạn vẫn đang chữa lành. Các bạn thuộc bài số 3, các bạn vẫn đang chữa lành. Sáu kiếm ở đây, các bạn vẫn đang tự hồi phục bản thân của mình sau những cái chuyện xảy ra giữa hai người, và vết thương chưa thật sự lành lặn. Các bạn chưa thật sự thoải mái đón nhận và bao dung họ. Có thể nói là bạn chưa tha thứ được cho họ. Nếu họ làm cái gì có lỗi với các bạn á, bạn chưa tha thứ được cho họ đâu. Bạn vẫn còn đang hồi phục, vẫn còn đang tập tập quên đi, tập yêu thương, tập cái việc mà bao dung cho đối phương sau những gì đã xảy ra. Có thể nói là trong cái thời gian này, khi bạn ở bên cạnh họ, bạn không không thật sự là chính bản thân của các bạn hả? Tại vì bên trong bản thân của bạn vẫn còn những cái cảm xúc nặng nề, nhưng mà bạn đã xác định là bạn đã nói với họ là bạn tha thứ cho họ rồi, bạn đã chấp nhận cái sự quay lại của họ rồi. Thì bạn biết rằng là mình không thể thể hiện những cái cảm xúc thất vọng, giận dữ ra bên ngoài được. Cho nên có thể nói là bạn đang đeo mặt nạ trong cái mối quan hệ này. Bạn đang đeo mặt nạ, bạn đang che giấu phần tổn thương của bạn với họ. Và cái điều này nó cũng làm các bạn mệt mỏi. Bạn không thật sự là bản thân của các bạn trong mối quan hệ với họ ở cái thời điểm này. Mình thấy đây các bạn thật sự mong muốn là giữ cái mối quan hệ này, nhưng mà nó phải kèm theo một cái điều kiện là các bạn phải có được cái Ace of Pain. Đó là bạn phải nhận được về những cái gì xứng đáng mà bạn đã bỏ ra. Tình yêu thương bạn đã bỏ ra cho họ, sự tha thứ và bao dung khi họ đã làm tổn thương các bạn. Họ phải cho các bạn một phần thưởng xứng đáng, một cái happy ending, một cái mục tiêu chắc chắn trong cái mối quan hệ này. Cái bốn gậy nó phải xảy ra. Bạn muốn giữ cái mối quan hệ đó, mình thấy khả năng cao cái động cơ mà các bạn muốn giữ cái mối quan hệ đó bởi vì cái Ace of Pain nó nhiều hơn ha. Còn bên trong bản thân của các bạn thì mình thấy là nó khá là nặng nề. Có 10 gậy ở đây, có tử thần ở đây, 5 kiếm, 16 kiếm bên trong bản thân của bạn. Nếu thật sự thẳng thắn với cái cảm xúc của chính mình, các bạn sẽ thấy là mình vẫn còn rất là nặng nề sau cái chuyện xảy ra giữa mình và họ. Nếu các bạn tiếp tục ở lại cái mối quan hệ này, nếu các bạn tiếp tục ở lại ha, các bạn sẽ như thế nào? Các bạn có 3 gậy. Các bạn cũng cũng vẫn phải tiếp tục mong chờ. Bởi vì các bạn đang cần cái Ace of Pain này, thì có thể nói nếu bạn tiếp tục ở lại cái mối quan hệ này với họ ha, nếu bạn tiếp tục níu giữ thì có thể trong khoảng thời gian ngắn tới á, bạn chưa thấy được cái Ace of Pain này xảy ra đâu, bạn chưa thấy được bốn gậy xảy ra, bạn chưa thấy họ thật sự quan tâm đến các bạn, họ thật sự xác định lại với các bạn. Hoặc cũng có thể là họ sẽ làm những việc đó nhưng mà các bạn cảm thấy không đủ, các bạn cảm thấy không đủ. Mình thấy cái ba gậy ở đây thì có 2 trường hợp: một là họ không làm những cái việc mà các bạn đang mong đợi, hai là họ làm rồi nhưng mà bên trong bản thân của các bạn không thấy đủ, các bạn không thấy đủ.
Bởi vì những cái sự nặng nề nó vẫn còn lại và mình vẫn chưa hồi phục được, mình vẫn chưa tự chữa lành được cho chính mình chưa hoàn toàn mở lòng với họ nhé. Bạn chưa hoàn toàn mở lòng với họ. Nếu các bạn chọn buông tay, ở đây với các bạn tụ bài số 3 thì nếu các bạn buông tay thì có thể nói là các bạn không nỡ, các bạn không nỡ. Có lẽ là bởi vì những cái tín hiệu tốt đẹp trong cái việc mà các bạn vừa quay lại với nhau á, cho nên là có thể nói là bạn không có nỡ buông tay người này. Nếu mà bạn chọn buông tay á, bạn vẫn sẽ nghĩ về cái mối quan hệ này nhiều. Có chín kiếm ở đây, bạn vẫn sẽ nghĩ về cái mối quan hệ này nhiều. Bạn vẫn sẽ bị phân tâm bởi những cái hành động của họ. Bạn vẫn sẽ luôn thắc mắc về cuộc sống của họ, vẫn luôn thắc mắc rằng là họ có quan tâm các bạn nữa hay không. Có thể nói nếu mà các bạn chọn buông tay á, thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian là các bạn đối diện với chính bản thân của mình, đối diện với cái sự rối bời bên trong của mình, đối diện với những cái mong muốn của mình trong cái mối quan hệ này, thì các bạn mới hoàn toàn vượt qua được. Nói chung là sẽ có một cái bước đệm, có một cái khoảng đệm để các bạn giải phóng và tiêu hóa hết những cái nỗi đau kia để thật sự được tự do về tinh thần, tự do về vấn đề tình cảm của mình về sau. Chắc chắn là các bạn sẽ phải trải qua cái khoảng lặng đó. Còn nếu các bạn chọn ở lại thì các bạn sẽ ở trong trạng thái của ba gậy, các bạn sẽ vẫn ngóng trông cái kết quả cuối cùng. Đối phương có cho các bạn cái đáp án cuối cùng hay không thì nó vẫn là một câu hỏi có đáp án mở. Thì đó là trả bài của các bạn thuộc bài số 3 ha. Mình thấy với các bạn thuộc bài số 3 ở đây thì có nhiều cái sự rối bời hơn so với hai thuộc bài trước. Tại vì cái mối quan hệ của các bạn á, bạn và họ đã quyết định là cho nhau một cơ hội nữa rồi. Và bây giờ cái việc mà bạn cần làm á, khi bạn đã cho họ một cơ hội nữa thì cái việc các bạn cần làm đó là tiếp tục chữa lành. Sáu kiếm. Nếu đã chọn tương lai với họ thì hãy quên đi cái chuyện quá khứ, không bị nặng nề trong cái chuyện quá khứ nữa. Mình phải thật sự chữa lành được cho bản thân của mình phải thật sự giải phóng mình ra khỏi 10 gậy ở đây, 5 kiếm, và phải thật sự lột xác, phải thật sự lột xác, phải trưởng thành hơn để cái nỗi đau cũ nó không còn trigger mình nữa. Thì các bạn cũng đang còn rối bời với việc đó, và nếu mà các bạn nào chọn rời đi, các bạn vẫn sẽ không nỡ. Bởi vì có thể bên trong bản thân các bạn cảm thấy không đáng, không đáng tới mức mà mình phải bỏ cái mối quan hệ này. Nhưng mà các bạn sẽ vẫn phải chữa lành. Dù là các bạn lựa chọn như thế nào, mình thấy ở đây các bạn vẫn phải hoàn toàn chữa lành cho bản thân của mình, hoàn toàn tha thứ được cho đối phương. Dù bạn yêu họ hay không yêu họ tiếp thì bạn vẫn phải hoàn toàn tha thứ được cho họ. Để bạn gọi là bạn trưởng thành, để bạn phát triển, để bạn cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy nhẹ lòng. Bạn phải hoàn toàn lột xác được. Ở đây mình thấy đối với các bạn tụ bài số 3, cái lá bài sẽ nắm cái thông điệp chính cho các bạn chính là cái lá tử thần này này. Bạn đã sẵn sàng để lột xác hay chưa? Đã sẵn sàng thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn của bản thân mình về cái việc đã xảy ra trong mấy cái mối quan hệ đó hay chưa? Khi mà các bạn có một cái góc nhìn khác rồi, khi các bạn đã dám lột xác, khi các bạn đã dám nhìn nhận nó ở góc nhìn của một người trưởng thành, dám bao dung và tha thứ thật sự cho người kia, bạn sẽ có câu trả lời ha. Thì các bạn sẽ có cái câu trả lời chính xác nhất cho các bạn. Thì đó là trải bài của các bạn thuộc bài số 3 ha. Trải bài của các bạn thuộc bài số 3 sẽ không có một cái đáp án ngay cho các bạn, mà nó khá là thử thách với các bạn. Các bạn phải vượt qua được cái giai đoạn lột xác này để mình lớn mạnh hơn, để tư duy của mình nó mở hơn, để mình có thể hướng tới tình yêu thương vô điều kiện, và nhỏ hơn là mình có thể hoàn toàn bao dung và tha thứ cho những cái chuyện trong quá khứ với người kia, thì các bạn mới có được cái câu trả lời ha. Thì đó là các bạn thuộc bài số 3. Mình đã làm xong trả bài của ngày hôm nay ha. Mong là các bạn đã nhận được những thông điệp phù hợp và hữu ích cho cái câu chuyện của các bạn.
thì các bạn hãy chắt lọc cái tình tiết nào nó thật sự nó đúng và nó khớp với cái câu chuyện của các bạn. Thì các bạn sẽ nghe tiếp cái phần lời khuyên và những cái thông tin khác của bài. Nếu không các bạn còn băn khoăn thì các bạn có thể liên hệ mình để nghe trả bài riêng ha. Thì nó sẽ khớp với cái câu chuyện của các bạn, nó sẽ đúng với cái câu chuyện của các bạn, bởi vì lúc đó trả bài riêng chỉ bắt một mình năng lượng của các bạn thôi. Thì đó là trả bài của ngày hôm nay. Mình sẽ kết thúc trả bài ở đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nha.